Học vấn khủng của dàn diễn viên Nhân danh người nhà. Bộ phim Nhân danh người nhà lên sóng đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Học vấn của dàn diễn viên tài năng trong Nhân danh người nhà cũng trở thành đề tài được nhiều cư dân mạng tò mò. Thứ nhất, Trương Tân Thành, Hạ Tử Thu. Đóng vai Hạ Tử Thu trong Nhân danh người nhà, Trương Tân Thành chiếm được cảm tình của người xem bởi diễn xuất ấn tượng, đặc biệt là những cảnh lột tả nội tâm nhân vật. Chàng diễn viên sinh năm 1995 tiếp xúc với nghệ thuật rất sớm. Anh được theo học những lớp năng khiếu như hát, nhảy piano, guitar còn rất nhỏ. Sau khi học hết tiểu học ở Hồ Bắc, anh đến Bắc Kinh theo học trường trung học trực thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Năm 2014, Trương Tân Thành đăng ký dự thi đại học, trúng tuyển tận 7 trường, trong đó anh là thủ khoa đầu vào của 5 trường đại học nghệ thuật hàng đầu Trung Quốc, gồm Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Học viện Hí kịch Trung ương, Học viện Hí kịch Thượng Hải, Học viện Nghệ thuật Giải phóng quân và Học viện Nghệ thuật Nam Kinh. Ngoài ra, anh còn là á khoa đầu vào của Đại học Truyền thông Trung Quốc, đứng hạng 7 Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Cuối cùng, Trương Tân Thành lựa chọn theo học khoa nhạc kịch của Học viện Hí kịch Trung ương với thành tích văn hóa cực cao 560 điểm. Thứ hai, Đàm Tùng Vận, Lý Tiêm Tiêm. Bởi có lợi thế là ngoại hình trẻ trung toát lên hơi thở thiếu nữ thanh xuân, dù đã bước sang tuổi 30, Đàm Tùng Vận vẫn nhiều lần được chọn vào vai nhỏ hơn tuổi thật của mình. Tiêu biểu là Lý Tiêm Tiêm trong Lấy danh nghĩa người nhà. Đàm Tùng Vận cũng tiếp xúc với nghệ thuật từ nhỏ. Cô theo học múa dân gian và múa cổ điển tại trường tiểu học Vũ đạo tỉnh Tứ Xuyên năm 2001. Năm 2005, Đàm Tùng Vận bắt đầu tham gia diễn xuất trong bộ phim đầu tiên Sống Tốt rồi chính thức bước chân vào làng giải trí. Năm 2007, Đàm Tùng Vận thi đậu vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khóa biểu diễn. Thứ ba, Tống Uy Long, Lăng Tiêu. Trẻ tuổi nhất là diễn viên chính Nhân danh người nhà, nhưng Tống Uy Long vẫn được ưu ái cho vào vai anh lớn Lăng Tiêu. Chàng diễn viên sinh năm 1999 có xuất thân là một người mẫu ảnh. Năm 2015, Tống Uy Long lọt vào mắt xanh của Vô Chính và được mời ký hợp đồng với công ty giải trí Hoan Ngũ Ảnh Thị, sau đó trở thành gà cưng của biên kịch này. Bước chân vào làng giải trí từ khá sớm và tích cực tham gia hoạt động nghệ thuật với hàng loạt tác phẩm phim ảnh. Tuy không theo học đại học nhưng Tống Uy Long vẫn nỗ lực trau dồi kỹ năng diễn xuất. Hiện anh là một trong những nam diễn viên 9X nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ với nhiều tác phẩm nổi bật. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Bvlog. Cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.